Yên to nữa đúng không? Yên to nữa. Yên thả nữa không? Anh nói tới mỗi đun kín tới này màu gì mẹ. Ê đâu có nhiêu lên tí. Ừ. Ngồi phải ngồi ngồi ngả bất cứ gì. Ngồi ngả bất cứ gì mà ngồi mà ngồi như bao nhiêu. Mà cái ảnh ấy nên ngay thì chân sướng sướng quá này to. Nhưng to hết rồi. Ừ. Anh đi đi bụng tặng. Anh thân cao của anh ạ. Ừ. Cao rồi đó. Cao rồi đó. Quần áo kia đâu cũng bằng được bà Loan. Ừ. Quần áo không bỏ tới mấy lần thì nó không bằng được. Nhưng cao hết. Ừ. Thì vậy thôi chứ quần áo bỏ mấy đợt rồi chứ không mặc được nữa đâu mà. Ừ. Để đi nhìn lên chân chân rồi đi dai một phần rồi đó. Ừ. Nhìn to rồi đúng không? Ai nhìn to rồi đó. Nhìn thả nữa không? Bỏ giá thôi chứ gì đi không? Qua mặc cái vậy nó quay xuống đẹp quá đi rồi. Ừ. Linh hồi đó đứng ở bên nhà không dừng ở cái lều, một cái lều ở để hát măn cho Linh. Ủa chặt nghe là bình cùng có hơn cùng 10 triệu đi dần đến á dần là dần cần á dần á thì dần nó tưởng lừa đi dần nó cũng thơm 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 ngon ngon tiền rồi ngon dần đi dần tướng đi tướng dần đi dần để ta chỉ cái tay mày liếm đất. Anh nói tới mỗi đun kín tới này màu gì mẹ. Ê đâu có nhiêu lên tí. Ừ. Nhưng mà cái anh nói là đi đun kín. Ở này ngồi đây, ở đây lão như này. Ừ. Bảo như gội đôi chứ con gậu con trọ chứ nó thấp một đụng cái gội bốn cái gội đó là thế. Mẹ mà đưa cái tạo thì được quá rồi. Con đình cũng được cái con lì cũng được cái. Nếu mà biết thế ra ngồi nhau mới chứ biết thế. Giỏi chắc là giỏi thôi chứ. Mấy cái gạo biệt thì chỉ ăn mà này. Ba ngôi là một tình tạo đấy. Tái này nó tái với tái để thảm thỉnh như tiền nè. Nhân được to như là gì. Ừ. Ăn ngôi ra này thảm thỉnh như tiền này nhân được cùng hôn như là gì to. Rồi thắt ta cơ cơ tái này với tạo da rồi mà mày bữa ăn chó được cho qua nhá có tiền mà bọn lề nhật với thằng Đình họ cho tiền đó. Ăn được bảo tắm nhá. Trả được thì bao nhiêu ăn còn sống. Mấy cái đứa đi nhăm găm nhăm những cái nơi họ chó thì mình được cái chí thì mình lấy gầy á. Đây cả đây còn mình được cái chí cho con dấn cho đà. Ở dưới đông ngôi đó để ăn một dấn của đà. Mình mấy bướng con gà tao không nổi đấy, tao nổi đấy, hôm mấy chó nữa. Cả bà dân nữa.